Vâng, kính chào tất cả quý chị. Và buổi chiều ngày hôm nay, bên công ty Ba Tư Phan giới thiệu với quý chị một mẫu xe. Đây là một mẫu xe Kia, là một mẫu Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc và được sản xuất năm 2011, phiên bản số tự động. Và chiếc xe này là màu đen sơn đen rất là đẹp, và quý chị có thể nhìn thấy được rằng chủ nhân cũng đã trang bị cho nó một cụm đèn bi xenon rất là sáng và nhìn nó khỏe khoắn hơn rất nhiều. Về phần form dáng của chiếc xe thì quý chị có thể thấy được là sau 9 năm sử dụng thì form dáng của chiếc xe này còn như gần như nguyên bản. Sơn xi thì cực là đẹp luôn, và nhìn xe rất là cứng. 4 lốp thì mới. Vâng, đấy thì ta sẽ quan sát cái phần xe như thế này. Đây quý chị nhìn này, cái form dáng của dòng Accent nhập này, nó bắt đầu cái form này từ 2010 và đến cuối năm 2016 mới thay đổi form. Một cái mẫu form mà nó tồn tại lâu dài nhất trong các thế hệ xe. Bởi vì tại sao ạ? Bởi vì thứ nhất là cái đường, các đường nét của chiếc xe này nó tạo đến, nó đạt đến sự chuẩn mực, cũng như là tất cả các màu sắc được phối hợp trên chiếc xe, cái phiên bản Accent này đều là chuẩn mực quý anh chị ạ. Xe này được trang bị là full đồ rồi. Đấy quý anh chị nhìn thấy được là rất đẹp, sơn xi thì càng đẹp luôn. Chiếc xe này quả thực là một chiếc xe đẹp. Nhưng hôm nay công ty Ba Tư Phan quyết định giảm giá chiếc xe này để có thể bán thu hồi vốn, cam kết cho chiếc xe này với quý anh chị đó là nguyên bản 100%, không mất một phân keo chỉ, máy móc nguyên bản, và gầm bệ thì chắc chắn, 4 lốp mới, nội thất thì sạch đẹp. Vâng, đó là những cái cam kết của bên công ty Ba Tư Phan khi mà quyết định giảm giá chiếc xe này. Vâng, chiếc xe này hôm nay sẽ được giảm giá 20 triệu đồng. Lát nữa ta sẽ đi vào mức giá. Đầu tiên ta quan sát về cụm đèn thì quý chị sẽ thấy được rằng với cái cụm đèn pha của chiếc xe này thì được trang bị đèn halogen, không còn là đèn halogen thông thường nữa mà nó được trang bị bi xenon rồi. Vâng, đây chủ nhân đã trang bị nó bi xenon rồi, siêu sáng luôn, bật ban đêm rải sáng rất là rộng. Và tiếp theo đây, cụm đèn gầm đây, quý chị nhìn đây là cái lớp sơn của chiếc xe rất là chuẩn mực. Đặc điểm nổi bật của chiếc xe này nữa đó là được trang bị một, nó đã là biển Hà Nội, và cái biển này là 29A, thì quý chị đã quen thuộc với xe thì cũng biết rồi, nó theo xe từ đầu luôn. Và ta sẽ quan sát đây, quý chị có thể nhìn đường nét đây, càng nét luôn. Đây là một chiếc xe quá đẹp luôn. Nhưng hôm nay sẽ quyết định giảm giá 20 triệu đồng cho chiếc xe này. Quý chị nhìn vần vành này, không có một vết xước này. Đây quý chị nhìn lốp này, bốn lốp này là mới thay xong, còn rất mới nguyên ta lông đây. Nguyên ta lông nhé, bốn lốp đều như nhau nhé. Quý chị nhìn form dáng này cực kỳ mượt mà luôn. Vâng, tí ạ, đèn sinh nhập chi nhang rồi, tất cả các đường ốp viền đều được trang bị viền inox rồi. Đấy quý chị nhìn thấy nó căng đét chưa ạ. Đấy bốn lốp là thay cùng một lúc luôn, cùng một dàn luôn, bộ trang bị 4 anh ABS. Cái này thì nó mất một cái ốp nóc, cái ốp na răng, thì em sẽ đặt về để thay cho quý chị nhé. Nó khoảng tầm hơn 200.000 thôi. Cái này hứa với quý anh chị nào mua là sẽ hôm sau là sẽ có cái này. Và đây quý chị nhìn này, đấy đằng sau thì cũng rất là đẹp luôn. Quý chị nhìn sơn xí rất đều, đèn đóm đây tuyệt vời. Đấy quý chị thấy được rằng là chiếc xe này nó cũng hơi nặng vía một chút, nhưng mà bên em quyết định hôm nay sẽ giảm giá để có thể bán cho quý anh chị chiếc xe này. Quý chị nhìn đẹp lắm ạ. Gầm đây, nếu mà quý anh chị bảo tại sao thì quý anh chị nhìn gầm của một chiếc xe chạy ở đường Hà Nội nó như thế này đây. Đấy, sau quá trình 9 năm sử dụng, quý chị không chê được cái này đâu ạ. Đây, sắt xi đây. Đấy, sắt xi như thế này cơ mà. Sắt xi hai bên đều không có một cái. Đấy, sắt xi đấy, sắt xi được xe được trang bị cảm biến lùi đây này. Và tại vì tổng thể ở phía ngoài của chiếc xe này thì chắc là quý anh chị đến xem thì sẽ không chê được nó đâu. Nhìn nó căng đét luôn quý anh chị ạ. Vâng, thì hôm nay em thực hiện cái video này cũng khá là nhẹ nhàng thôi, để kính mời quý anh chị nào mà đang có tầm tiền hơn 300 triệu thì quý anh chị mua chiếc xe này thì quá phù hợp. 4 cụm ABS mới tinh luôn nhé. Đấy, 4 bánh như nhau và 4 lốp mới đây. Đấy là vỏ ngoài của chiếc xe, nó căng đét luôn quý anh chị ạ. Vâng, bây giờ ta sẽ quan tâm đến cái nội thất. Nội thất của chiếc xe đây ạ, keo chỉ thì em cam bản với quý anh chị là nguyên bản 100%. Con ghế thì là vẫn ghế theo xe nhé quý anh chị nhé. Ghế là vẫn ghế theo xe, chưa bị bọc lại đâu ạ. Vâng, nó còn rất là tương đối. Vâng, xuất sắc thì không dám nói, nhưng mà nó ở mức đẹp. Đây quý anh chị này, nó nguyên bản, cứ cái gì nguyên bản là nó đẹp rồi quý anh chị ạ. Đấy, tất cả từng con ốc
keo chỉ gì 100%. Chiếc xe này mà đến quý anh chị nhìn thấy mất một phân keo chỉ là em sẽ đền cho cả xe luôn, mang về luôn chứ không phải mua nữa. Đây keo chỉ đây, đấy quý anh chị nhìn, không mất một phân keo chỉ luôn. Đó là cam kết của bên em. Đây quý anh chị nhìn là lựa nhựa này, này, đấy, rất chuẩn mực luôn. Đây là cái trần trước của xe này. À, phần nhựa là không có xước xát gì đâu ạ. Đây ghế lái, ghế phụ đây, vô lăng của chiếc xe đây. Xe thì off đồ đang ở 9,7 quý anh chị nhé, 9,7. Tam ly tam đô của xe cũng không có vết xước đâu. Xe được trang bị màn hình cam lùi đây này. Đấy, vô lăng của xe này. Vâng, về nội thất ở xe thì rất ok, còn nguyên bản gần như 100% luôn. Xe trang bị hai túi khí. Vâng, phiên bản này chỉ trang bị hai túi khí thôi. Quý anh chị nhìn nó rất là sạch sẽ. Bây giờ đây xem mỗi phần động cơ nữa thôi. Thì chủ yếu là đưa lên để giới thiệu sản phẩm cho quý anh chị. Để cho quý anh chị biết rằng là với cái sản phẩm tốt thì bên em giảm giá, thì quý anh chị sẽ được cái lợi thế tiếp cận được với cái sản phẩm này. Đây quý anh chị nhìn máy đang, máy ở đây em đang cho nổ nhé. Đấy, sơn xi còn nguyên zin luôn, không mất một phân keo chỉ nha quý anh chị nhé. Đó là lời khẳng định, đến tìm đến một phân em cho xe luôn quý anh chị này. Đấy, máy ở đang nổ đây quý anh chị này, củ máy cực kỳ sáng luôn. Đấy, máy nổ rất êm, máy nổ đi tách luôn quý anh chị ạ. Đây là ABS đây. Chúng ta về tổng thành chiếc xe này thì đây cũng nằm, đây là một chiếc xe đẹp. Vâng, nhưng mà bây giờ giảm giá cho nó nữa thì chắc chắn nó sẽ trở thành chiếc xe đẹp hơn và sẽ nhanh tìm được chủ nhân hơn, đúng không ạ? Vâng, thì quý anh chị thiện chí đến đây, bên công ty Ba Tư Phân đang thực hiện giảm giá cho mẫu xe này. Mẫu xe này bên công ty đang bán đây, Accent 2011 tự động nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, động cơ 1.4 tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ với thời gian, đang bán với mức giá là 345 triệu. Mức giá này bên công ty bây giờ sẽ giảm xuống còn giảm 20 triệu cho chiếc xe này, còn 325 triệu, 325 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent được sản xuất năm 2011 phiên bản số tự động. Và quý chị nào đang thực sự quan tâm đến dòng sản phẩm này thì quý chị hãy điện thoại cho em để có thể là biết thêm thông tin chi tiết. Đây quý chị này, kể cả mã tem, mã vạch của bên công ty em cũng là gì đây ạ, cũng là 345 triệu và bây giờ là giảm giá. Một chiếc xe quá đẹp luôn, quá chuẩn mực, với tầm tiền hơn 300 triệu mà mua một chiếc xe nhập khẩu phiên bản sedan như thế này thì quả là một sự phù hợp. Nó lại được biển Hà Nội nữa quý anh chị ạ. Số tự động nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc và màu đen, sau đó lại là biển Hà Nội. Quả thực đây là một chiếc xe hợp lý để quý anh chị có thể mua và sử dụng cho gia đình. Với tầm tiền 325 triệu đồng, quý chị chắc chắn đây sẽ là một lựa chọn hợp lý. Quý chị hãy đến công ty Ba Tư Phân với địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, gần ngay khách sạn Trường Thành và nằm cạnh đường 5 quý chị nhé. Quý chị sẽ mua được sản phẩm tốt này. Dạ vâng, cảm ơn quý chị.